House, ngôi nhà chung mùa 18 đã trở lại với nhiều điều mới mẻ, thú vị khác biệt. Bốn cô gái xinh đẹp duyên dáng, năm chàng trai cực kỳ bí ẩn, trong đó luôn có một cặp đôi giấu thân phận và một người song tính. Chắc chắn hành trình với 9 thành viên sẽ mang lại thật nhiều cung bậc cảm xúc đa chiều, vui tươi, hài hước. Qua tôi đây rồi. Ê, nữa đâu ạ? Nữa đâu ạ? Lãng mạn. Bất tung ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Có ý thức rằng là chúng ta đang tìm hiểu nhau. Và cũng không thiếu những cuộc chia tay đầy tiếc nuối. Ai sẽ là người rời khỏi nhà chung theo luật của chương trình? Ai sẽ tìm được những người tri kỷ? Ai sẽ hạnh phúc ra về cùng một nửa của mình? Sau thời gian dài chuẩn bị, ngôi nhà chung mùa 18 sắp sửa bắt đầu. Thành viên đầu tiên đã đến điểm hẹn. Một cô gái tràn đầy tự tin trong một chiếc váy trực đỏ. Xin chào mọi người, mình tên là Kim Hoàng. Mình sinh năm 1998, mình tới từ Nha Trang, Khánh Hòa. 2, 3, diễn. Công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Cũng có bon chen làm đạo diễn nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. Mỗi bạn trai mà Hoàng hay hướng tới nhất, đầu tiên nha, là bạn nam đó không biết hút thuốc. Tại vì Hoàng không có ngửi được mùi thuốc. Chàng trai đó phải lạnh lùng và ấm áp. Lạnh lùng với tất cả những đứa con gái mà xung quanh anh có ý định vi vãn anh. Nếu mà ấm áp thì ấm áp với người yêu của anh thôi. Người con gái tiếp theo cũng mặc một bộ váy rực rỡ không kém. Nhìn dáng vẻ chững chạc này, người ta sẽ bất ngờ khi biết tuổi thật của cô nàng. Chào mọi người, mình tên là Trâm Anh. Thì năm nay mình 22 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối trường đại học FPT. Và mình đang có hợp tác kinh doanh với một người anh nữa. Và đồng thời mình cũng là đang là MC cho sự kiện và MC cho bản tin. Mẫu người của mình đó chính là bạn trai cao hơn mình, tinh tế. Tại vì mình thì nhạy cảm và kiểu cũng hay dễ khóc đó. Cho nên là mình cần phải một bạn trai tinh tế để có thể bù trừ cho mình. Khi tham gia chương trình này thì mình mong rằng là mình sẽ gặp được một nửa còn lại của mình, để khoảng thời gian còn lại của mình nó sẽ không còn buồn nữa. Hello. Hello chị. Ừ. Chị tới lâu chưa? Ừ, chị cũng mới tới à. Ngay sau đó, một dáng hình nhỏ nhắn và quyến rũ đã xuất hiện. Xin chào mọi người, mình tên là Phương Uyên. Hiện tại thì mình đang là DJ và người mẫu ảnh. Về tính cách thì mình hòa đồng, dễ hòa nhập với mọi người. Và mình cũng là người ít nói. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình thì là một người ít nói, biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Nói chung là hành động nhiều hơn là nói. Hello. Hello hai bé. Mỗi người một màu luôn. Cô gái cuối cùng có một chiều cao khá ấn tượng, 1m71. Chiều cao ấy liệu có làm các chàng trai e ngại? Hello mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thanh Mai, năm nay mình 20 tuổi. Mình đang là một graphic designer và là một photographer. Ba điều mà có thể nói về mình đó là mình rất thích cái đẹp, những thứ như là vẽ tranh hay là thiết kế hay là chụp hình. Mình rất là thích âm nhạc. Và một cái nữa là mình rất lười. Mẫu người yêu của mình là một người đẹp trong mắt mình. Và là một người yêu âm nhạc, có thể biết đàn, biết hát, chơi thể thao. Và là một người có thể hiểu mình. Tại vì mình cũng là một người rất là tinh tưởng. Nên là mình hy vọng là người bạn trai của mình có thể làm nhiều thứ vô tri cùng mình. Từ qua tới giờ là ngủ được chắc có 3 ống tiếng. Thôi 3 giờ mới đi ngủ, kiểu cứ hồi hộp á, xong trằn trọc. Không biết là hôm nay kiểu mình tại sao lại hồi hộp ta, kiểu như là không biết là mình có gặp mình có gặp crush không vậy. Vậy đó, mấy chị có tò mò không? Tò mò về mấy bạn nam á? Tò mò chị thích một bạn nam cao hơn chị. Rồi với chiều cao của em đây hợp với chị chưa?
Hợp ơ kìa. Hỏi thế thôi. Ở đây không có bắt hợp nha. Ơ kìa. Coi thử mặt nạ mới. Sao phải đeo mặt nạ ta? Bốn chiếc mặt nạ này chính là để tăng thêm sự hồi hộp cho buổi gặp gỡ các chàng trai sắp tới. Các cô gái đã sẵn sàng, đã đến lúc các chàng trai xuất hiện. Một điều đặc biệt là các thành viên sẽ không được phép tiết lộ số tuổi của mình trong suốt thời gian tham gia chương trình. Hết hồn. Sao đeo kính quá vậy ta? Đăng hộp luôn á. Hello mọi người. Wow. Có 5 người. 5 người. Ông nói chung là nhà trai đây thì cũng được cái là cũng cao to đẹp trai đều hết á, sau mũi ai sau mũi hết á, nhưng không biết có dồn một hay không chưa biết. Thì nói chung cũng rất là mong là được nhà gái bên đó để ý và hỗ trợ để chúng ta làm cho bộ phim nó thật là hoành tráng. Nhà gái thực ra thì rất là cần thái độ từ bên nhà trai. Bây giờ bao cũng thái độ sao? Tạm thời là thấy chị thấy sao? Hiện tại thì chị chưa thấy gì hết. Mấy em mà hỏi chị á, thấy gì thì chị thấy nóng, thật sự khó chịu quá. Em cũng vậy nè. Các bạn là thấy nóng á, còn tụi này là thấy ngộp thở. Thế nên giờ biết sao không? Cái tay ở đây để làm gì? Không phải là để che gì hết á, tại vì đang cố cho một cái lỗ hơi á, cái thông hơi á, chứ ngộp thở quá rồi. Trước mặt mỗi chàng trai là một tấm thẻ, có ghi một số từ 1 đến 5. Còn mỗi cô gái thì có một bộ 5 tấm thẻ. Các cô gái sẽ chọn chàng trai mình muốn gặp trong cuộc hẹn đầu tiên bằng cách đưa ra tấm thẻ số tương ứng với chàng trai mình muốn gặp. Khi các cô gái lần lượt đưa ra lựa chọn của mình thì Uyên vẫn đang phân vân. Ủa nhanh vậy? Em vẫn chưa chọn được luôn á. Có ấn tượng với bạn số 5, tại vì bạn ít nói. Mà mình thì lúc đầu mình có nói với chương trình là mình cái gu của mình là ít nói. Còn bạn số 3 thì nói chung là tính tình hoạt bát, cũng thuộc cái tiếp người mà cũng giống như mình, cũng hoạt ngôn nhiều. Sau một hồi đắn đo giữa chàng trai số 3 và chàng trai số 5, Uyên đã quyết định chọn số 4. Có hai cô gái cùng chọn chàng trai số 1 nên chàng trai số 1 có quyền được chọn một trong hai cô gái đó. Dạ, em chọn bạn áo đỏ. Vậy là đã có cặp đôi hẹn hò đầu tiên. Bye bye mọi người. Bye bye. Chúc may mắn. Cặp đôi tiếp theo có một sự trùng khớp nhẹ về và khi cặp đôi thứ ba bước ra thì nơi đây còn lại những người không được chọn. Không, tại mọi người biết sao không, đáng lẽ là hồi nãy á, là em định chọn anh số 3, nhưng mà tại kiểu tại vì em thì thích người cao, nhưng mà nhìn sơ qua thì chắc là anh cao hơn em á. Em nhìn vô là kiểu như là em thích, nhưng mà tại sao em không chọn, tại vì kiểu anh hoạt ngôn á, kiểu như là cái câu từ anh nói có thể là kiểu nó có thể là nhiều cô gái thích anh, cho nên là em sẽ không chọn. Anh có cảm thấy khó thở không? Mọi người cảm thấy khó thở không đúng không? Thôi giờ là em muốn là anh hay là bạn này cởi trước này? Hai người cởi cùng lúc đi. Nghe thôi nữ đi. Ok, 1, 2, 3. À, anh đeo kính. Dạ. Xin chào tất cả quý vị của bạn.
Tôi là Quang Minh. Tôi sinh năm 1991, hiện nay cũng đã 32 tuổi. Và công việc chính tôi đang là một diễn viên. Căn bản là anh đang muốn theo đuổi cái đam mê của mình thôi. Thì gu bạn gái khi mà đến với lớp hau đó là tôi tìm kiếm một cô gái cá tính, gọi là mạnh mẽ chút xíu, tuy nhiên cũng phải có một chút gì đó gọi là bánh bèo công chúa, và đương nhiên là phải thật là hiểu về cái nghề nghiệp mà tôi đang làm. Bản thân tôi là một người nói nhiều, một người hòa đồng và đặc biệt rất là vui tính. Ba điều mà tôi thích nhất ở bạn nữ trong tương lai: thứ nhất đó là cá tính, thứ hai là quyết đoán trong công việc, thứ ba là thấu hiểu cho người bạn trai của mình. Chào mọi người, mình là Lê Hoàng Bá Tùng và mình đang 19 tuổi, hiện tại mình đang là sinh viên. Đến với lớp hào, mình hy vọng mình có thể tìm được một cô gái năng động, không quá mạnh mẽ nhưng mà cũng không quá yếu đuối, và có thể thông cảm, thấu hiểu được mình. Sở thích của mình thì mình hay chơi thể thao, mình biết một chút về piano. Mình là một người khá thụ động, hơi nhút nhát, hay suy nghĩ nhiều. Sau khi mà hai bạn gỡ mặt nạ ra thì bạn nào cũng có một cái nét riêng cả. Một bạn thì là trưởng thành, một bạn thì là gọi là cute boy á. Dạng như là bạn, những bạn Gen Z mà 2K mấy. Em có cần anh hỗ trợ không? Ok, được. Vậy anh giúp em nha. Ok, bạn để anh giúp nha. Bụng cũng nó hơi... Em bị thắt nút lại rồi. Rồi nha. Kéo lên được không? Em kéo lên được không? Tại vì nó bị thắt nút lại. Rồi, ok. Đây, từ nó dính tóc của em rồi. Ok. Ok, em cảm ơn anh. Ở đây không có việc được biết tuổi của mọi người á. Không, giờ em nhìn anh, em đoán anh bao tuổi nè. 28. Tôi sinh năm 1991, hiện nay cũng đã 32 tuổi. 28. Thì cứ cho là vậy đi ha. Cứ cho là vậy đi. Vậy em đoán bạn này chắc 2K1 hoặc là 2K2. Tại vì sinh viên mới mà, mới lại nhìn mặt cũng non nữa. Non, tại vì đôi khi người ta là trẻ chứ không phải là non. Chứ không phải là cái mặt già như anh. Chứ còn gặp cái mặt em mà đi ra ngoài hỏi, ủa chị chín mấy, hỏi chín mấy không ạ? Chứ có đâu, nhìn mặt cũng trẻ mà. Không có đâu, mẹ em sáng nay mẹ em post hình lên, mẹ em kêu là ủa sao chị già quá vậy. Tại vì mẹ em thì cũng teen á, sao mà cứ nói chuyện với em như là hai chị em vậy á. Em với mẹ em ở nhà xưng hô là bạn với tôi. Rồi, vui chơi vậy. Em ví dụ đi học về là mẹ cứ kêu bạn về rồi à, xong rồi em kêu tôi mới về. Vui lắm. Mình tìm hiểu sâu hơn chút xíu đi về gu bạn trai của em. Gu bạn trai của em hả? Gu bạn trai của em là cao hơn em. Có một điểm. Với lại là kiểu tinh tế. Tinh tế. Dạ tinh tế. Ha, em tâm lý không? Dạ. Có tâm lý không? Có tinh tế không? Em không dám. Có đúng không? Đó. Cái đó là phải do bạn nữ đánh giá chứ sao em đâu dám tự nhận được. Với lại một phần tại vì khi mà em chọn bây giờ, thí dụ công em bây giờ không phải là chọn người yêu nữa mà chọn người quen để cưới luôn á. Dạ, em muốn xác định không, chứ bây giờ cũng không có muốn gọi là quen xong rồi chia tay. Cái này anh nói thật nha, yêu để được cái gì? Yêu để được cái gì? Yêu nhau ở thời điểm hiện tại, 8 năm, 10 năm còn chia tay. Đâm ra là nếu như mà mình đến với một ai đó mà mình cảm thấy động được đến trái tim và cảm thấy ở hai người có thể tiến với xa nhau hơn, thì tại sao mình không cưới nhau luôn đi, cho nhau một cái danh phận để mà mình có thể cùng nhau xây cái gia đình đó, nó thật là lớn mạnh. Anh thích là thích như vậy đó. Em lười cái việc mà giống như là xây một cái gì, kiểu như là biết trước là thế nào xây lên nó cũng đổ thì thôi. Tại sao mình phải thử thuốc độc khi biết nó độc? Không phải là em là một con người quá phụ thuộc vào gia đình, nhưng mà nếu như mà thực tế một cái điều, thí dụ như mình quen một cái bạn trai đó mà gia đình không thích, có thể là cho con mình cưới nhưng mà nó kiểu gọi là không nó có hơi vui, bất hiếu. Không dạ, có vui. Dạ, bố mẹ mình mà không vui thì nó gọi là bất hiếu. Anh chia sẻ thẳng quan điểm của anh nhé. Dạ. Nếu như anh dẫn một người bạn gái nào đó về
mà chẳng may người bạn gái đó và mẹ anh có cái sự cãi lộn, anh sẽ thẳng thắn và chắc chắn là mình sẽ phải lựa chọn, một là tiếp tục thì mình sẽ phải làm thế nào đó với mẹ của mình, hai là mình phải dừng lại. Bởi vì sao? Mình càng kéo dài thì cái người khổ chính là bản thân mình. Cái người khổ tiếp theo là mẹ và chính cái cô gái đó. Bởi vì khi mà hai người đã không hợp nhau á, và là chỉ có cãi nhau thôi, không có sống được đâu. Nên ra là rõ ràng cái quan điểm đó, anh cũng đồng ý quan điểm đó. Sau khi mà nói chuyện với lại hai bạn thì mình cảm thấy có một cái gì đó hợp về gu bạn nam nhỏ tuổi hơn, thì có một cái tâm hồn nhạy cảm mà mình nghĩ là bạn đó sẽ thấu hiểu được người khác. Nếu mà nói về gu thì Trâm Anh có phải là gu của Tùng không, thì Tùng nghĩ là có phần trăm khá là cao, nó khoảng 70% cỡ đó. Còn anh kia thì có thể là tinh tế và làm chủ được tất cả mọi vấn đề ở trong một mối quan hệ. Thực sự ra là bạn ấy có cá tính, bạn ấy có quan điểm rõ ràng về công việc, và bạn ấy cũng có một vài cái điểm giống nhau. Cũng đúng là một cái gu của mình đang muốn kiếm. Chào các bạn, mình tên là Phúc Hậu. Hiện tại mình 21 tuổi và mình đang làm một công việc liên quan đến kinh doanh chuyên về lĩnh vực bất động sản và những ngành hàng cao cấp. Mình đến đây để tìm một người bạn có thể đồng hành với mình trong những chặng hành trình tiếp theo. Bởi vì 21 tuổi thì vẫn là một con số khá trẻ. Mình cần một người con gái có thể cho mình biết được là ở ngoài cuộc sống có những điều gì thú vị hơn nếu mà đồng hành cùng với người con gái ấy. Ba điều mà mình muốn một người con gái tương lai có thể có, đầu tiên là sự nhẹ nhàng, thứ hai là sự kiên nhẫn, thứ ba là có thể dẫn dắt mình trong hành trình tiếp tới. Khi mà chàng trai tháo mặt nạ ra, mình cảm thấy là bạn có một cái nét nam tính, cũng gần gần như cái style mà mình cũng đang hướng về cái bạn nam mà mình đang nghĩ trong đầu. Chào em. Dạ. Đầu tiên là mình cảm thấy bạn ấy rất là dễ thương về gương mặt, cũng khá là thiện cảm và có một chút xíu mình cảm thấy có cảm tình với bạn nữ này. Từ khi nào mà em biết em đam mê nghề diễn? Nghề diễn thì em thích từ cái lúc mà em học cấp 2 rồi. Thì em có nói vu vơ với bạn em là mai mốt ta lớn ta là sẽ làm diễn viên. Thì bạn em nó cười vô bảo mặt em là mày mà làm diễn viên tao cười. Và bây giờ em không biết nó cười chưa. Và bây giờ em không biết nó cười chưa. Dạ. Anh cũng có coi những cái bộ phim mà khi mà diễn viên không khóc được đó, thì sẽ có những cái giọt nước mắt thủ thuật đi xuống. Đối với em thì em không có đánh giá cao bản thân mình, nhưng mà đối với diễn viên mà không khóc được thì em nghĩ là không nên làm diễn viên. À, ok. Một cái người mà em nghĩ rằng là sẽ có thể đi lâu dài với em thì họ sẽ như thế nào? Ngoại hình thì ngoại hình ổn là được, biết cách ăn mặc, gọn gàng tươm tất. Anh tự tin một điều là mình chỉnh chu về cái cách ăn mặc. Dạ. Nếu mà công việc của anh chắc cũng hay uống bia rượu. Quan điểm của anh là chỉ tiếp khách trên bàn trà hoặc là cà phê, anh không có tiếp khách trên bàn nhậu. Cái này thì hơi hạn. Đúng, anh hiểu nó là một cái khuyết điểm, nó là cái điểm yếu của anh. Tại vì đối với anh á, anh cũng bị sếp nhắc rất là nhiều tại sao không đi tiếp bia, tại không đi mời rượu. Nhưng mà quan điểm của anh, hợp đồng, khách hàng, công việc là công việc, còn bia rượu nó là câu chuyện khác. Anh không bao giờ đi tiếp khách trên bàn rượu hết. Anh có những thứ mà anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp với nó, đó là bia rượu. Cho dù bằng bức bia rượu, thuốc lá. Thuốc lá. Anh không bao giờ thỏa hiệp với nó cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng bây giờ anh cảm nhận về em sao? Đầu tiên là khi mà mới bước vào á, thì anh ngồi kế bên em. Anh nghe một cái mùi hương, thì có thể năm cô gái không biết anh mùi thơm, và anh nghĩ đó là em, tại vì em gần anh nhất. Thứ hai là em có hỏi một cái, em có nói lỡ một câu nói mà anh nghe được là có đi một cái đường vòng.
Ờ đúng rồi, đúng rồi. Tại sao mới đi một cái đường chọn? À, thì anh nghe anh ấn tượng nhất là cái câu đó. À, rồi về ngoại hình thì em là cô gái nổi nhất trong năm nay, tại vì có một cái váy rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Ngoại hình thì bạn cũng ok, cách nói chuyện của bạn cũng hoạt ngôn. Được. Đầu tiên là mình thấy mọi hai người đều có thể kết nối với nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ công việc cho đến cả quan điểm trong tình cảm. So với mẫu bạn trai mà mình đang hướng tới thì nó chưa gọi là 100% nhưng mà gọi là tạm ổn. Mẫu của mình cũng khá là đơn giản thôi. Còn nối với bạn gái này thì còn hơn cả mẫu của mình nữa. Nên là mình cảm thấy, bắt đầu cảm thấy vui và hứng thú hơn. So với những gì mà em có cơ hội ngồi nói chuyện với bạn nam thì em nghĩ bạn tầm 28 tới 30 tuổi. Hiện tại mình 21 tuổi. Cái này nè, hôm qua em mua thì em định là tặng cho bạn nam mà em ấn tượng nhất. Thì hôm nay là em chọn số 5, số của anh là em tặng anh cái này. Anh thích ăn bánh không? Anh cảm ơn nhiều. Nên đây anh sẽ về đem bỏ tủ chừng. Cái gì chừng? Kiến bu đó anh, ăn đi. Không, cái, test cái ăn gì thử đi. Giá mình phải bỏ tủ chừng chứ. Xíu nữa test cũng được. Quý giá trời. Giá mọc lắm rồi. Mọc trời. Mọc lắm rồi. Thôi anh ốm vậy là em phải tầm bộ anh. Anh quen bao nhiêu người rồi? Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Trời, đếm không hết luôn. Đâu ra? Hết trên đốt ngón tay luôn, cái gì mà nhìn. Anh chỉ tính cho giống với trên mạng. Giống trên mạng thôi, trên mạng tính vậy thôi chứ. Vậy rồi nhiêu? Ít à? Vài người à? Vài là sao? Vài là 10 cũng là vài nè. Ủa? 10 là vài hả? Ừ, 10 cũng là vài mà, cho chính xác. Tầm 4-5 người từ cấp 3 tới hiện tại. Bây giờ nói chuyện rồi em có muốn biết được cái nhân sắc không? Tại vì em gửi cho anh chiếc. Ok. Hello mọi người, mình tên là Nguyễn Trung Vĩnh, năm nay mình 22 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Mình là một freelancer. Mẫu bạn gái mà mình yêu thích đó, kiểu là nàng thơ, hiểu chuyện, không nhõng nhẽo. Còn về tính cách của mình hả? Mình là một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng có một chút gì đó khá là năng động. Nên mọi người hãy đón xem mình trong chương trình Love House của mùa mới này nha. Cảm ơn. Cái này là... kéo ra luôn. Okay. Đó xinh rồi. Không anh, từ anh, tóc anh. Anh có muốn soi để chỉnh tóc không? Thôi, không sao đâu, anh xấu sẵn này. Gì trời, anh đẹp trai mà. Nghe bảo là chương trình quay sẽ có dịp về Bến Tre. Anh cảm ơn. Mình cảm ơn. Cái này của anh. Em gọi trà. Ủa chứ anh gọi gì? Anh gọi gì anh không biết hả hay sao? Không, nhìn thấy em anh quên rồi. Ok. Ê, nói nè. Anh muốn chụp hình không? Để bữa nào tầm gì mấy ngày sau á, em mang máy xong em chụp cho anh bộ hình. Chỉ là thường thường anh chụp á là anh sẽ có bạn photo là bạn của mình luôn, thì nó kiểu như nó đỡ ngại vậy thôi. Nếu anh sợ người lạ chụp hình thì mình nói chuyện với thành người quen rồi em đi chụp cho. Thì nói chuyện sớm giờ cũng muốn thành người quen rồi. Khá là xinh, dễ thương. Còn bạn kiểu như bạn luôn là người chủ động, tại vì em hơi ngại, tại vì xong rồi bạn lúc nào cũng là chủ động bắt chuyện với em á, cho hỏi những về vấn đề này vấn đề kia. Ban đầu em nghĩ là ảnh rất là ngại, kiểu ảnh nhạt hay là ảnh kiểu không biết nói chuyện gì với con gái á,
Xong rồi sau đó cái nói chuyện thì ảnh cũng giỡn này giỡn kia. Cái ổng cũng là một cái dạng hài ngầm nhưng mà còn ngại á. Hiện tại bây giờ thì em khá là có cảm tình với anh Vịnh. Rất là vui khi bạn tặng cho em một món quà, thấy nó rất bất ngờ cơ. Tại vì đa số là thường thường nam sẽ chuẩn bị một phần quà gì đó tặng cho nữ, chứ không em ít khi thấy ai mà nữ là tặng cho nam á. Thì em thấy cảm thấy rất là bất ngờ. Đây là phần quà của bạn dành cho em, có kèm dòng chữ là tặng bạn nè, ăn ngon nha, để mấy trái tim nhỏ nhỏ nữa. Rất là dễ thương. Gu bạn trai của em là như nào? Em không mẫu nhưng mà quan trọng là đừng có nói, kiểu như là em không có thích mà người nói nhiều. Với lại là không phải là nói nhiều quá nhưng mà bản thân em á là cái người mà thích hành động hơn là lời nói. Em thích thiết thực hơn, với lại là kiểu như là mình cũng đã từng trải rồi cho nên là mình cũng biết là kiểu cảm giác lời nói kiểu cảm giác là mình làm được gì cho người mình thích ấy. Bây giờ anh có muốn tháo mặt nạ không? Giờ là lúc tháo mặt nạ ra rồi đó. Ok, anh đợi mãi cái này từ nãy giờ. Anh tháo ra đừng có sốc cả nha. Ok. Hai mọi người, mình là Hồng Sơn, sinh năm 1998. Hiện tại thì mình đang làm diễn viên và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này luôn. Mình có sở thích là thích phim, thích nhạc và thích xem tranh. Mình hay đi triển lãm các thứ. Hy vọng là sau chương trình này mình sẽ tìm được một người để mà hay đi triển lãm và xem các thứ với mình. Ba điều mình thích nhất ở bạn gái, đấy là bạn gái kiểu tinh tế này và phải hơi hơi mạnh mẽ một tí cũng được, tại vì mình có thể control được. Và bạn nữ đấy kiểu cũng hơi có tâm hồn, thích mơ mộng hoặc là thích gì đấy một tí để hay đi chơi, đi ngắm cảnh, đi chi với mình kiểu như thế. Các bạn hãy theo dõi cuộc hành trình của mình tại lớp How mùa 18 này nhé. Yeah, let's go. Wow, có bất ngờ. Đáng lẽ anh phải kêu Tháo từ trước cơ. Phải kêu Tháo ngay từ đầu. Nhìn thấy trẻ quá nè, chết rồi. Chết rồi. Em, anh cũng chết rồi. Chết, thấy trẻ quá. May quá, được người chọn đúng đắn. Bởi mẹ không phải bởi vì mấy bé kêu chị đại bây giờ ngại quá, là tưởng bây giờ năm bạn nào cũng trẻ hết. Chết luôn. Đâu giờ tuổi tác đâu còn vấn đề gì nữa, cái thời nào rồi. No. Nhưng mà sao đấy, mình ngại sao đâu. Mình tham gia chương trình kiếm người yêu thì mình vui. Ngại thì từ từ anh sẽ làm hết ngại. Yên tâm. Em có xăm ở đây. Đúng rồi. Cái này có kiểu cột mốc gì. Đúng rồi, nhưng mà từ từ sẽ biết. Đầu đời. Thế thì hy vọng sau chương trình này em sẽ có thêm một hình xăm gì đấy về. Giờ nói chút bước hôm qua đâu nha. Ồ, thế thôi. Thế thôi, ơi, chắc mình rút lại. Sau cuộc nói chuyện với bạn Uyên xong ấy, thì mình cảm thấy bạn ấy là người sống khá là nội tâm này, thích ăn chay, xong rồi cũng làm DJ và kinh doanh các thứ nữa, nên mình cảm thấy bạn đấy là một người tự lập, cũng có gu, cái cách nói chuyện nền nã cũng khá là hợp với mình. Sau khi các cuộc hẹn kết thúc, các thành viên tập trung lại, Quang Minh mới tiết lộ một sự thật là: chào em. Dạ chào anh. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Giới thiệu với các em, đây là cô bé diễn viên trước diễn chung với anh vài thứ. Đó. Sau đấy hai người có tiến triển gì không? Đã bao nhiêu năm rồi không gặp nhau. Tiến triển rồi đâu có ngồi hết hay. Đúng rồi, tiến triển sao biết nữa. Ai biết đâu bao nhiêu năm. Không, em chỉ có lúc qua đợi nhau có một đoạn phim thôi mà mình lại nhớ nhau dữ vậy. Tại vì là anh nói thẳng luôn là anh bé này có rất là nhiều cái kỷ niệm không phải là với nhau mà với những người bạn của nhau. Chuyện lộ. Đúng rồi.
Ủa tại sao mình lại giải thích nhỉ? Không phải em, tại vì này mọi người đang nghĩ anh với em là cặp đôi. Kệ đi, tại nhưng, sao? Nhưng tại sao mọi người nghĩ như vậy? Là bởi vì mọi người đang che đậy cái gì đây? Ai là người nãy giờ? Anh càng chối mọi người càng nghĩ. Anh không phải, anh nói vậy là sai rồi. Nãy giờ mọi người chưa có nói là cặp đôi bí ẩn. Mọi anh người chỉ thắc mắc là tại sao quá, tại sao đâu bây giờ nói lộ hết rồi kìa. Thôi, coi như là chúng ta chưa có đoàn vừa rồi đi. Hồi nhắn tin hồi hôm đã nhắn tin trước rồi mà giờ lộ hết trơn rồi. Quên mất tại vì lúc Facebook nhau không biết. Không, nhưng mà lâu ngày không gặp gặp lại á, thấy bé thì nó lanh ghê trời, nói quá trời nói luôn. Ủa lúc trước ít nói lắm anh. Chứ ít nói lắm. Ừ, im im không à. Dạo này công nhận. Thế tại em gặp người em không thích đó. Cho nên ít nói lắm. Ờ, đúng rồi. Đó, chuẩn bị. Hơi đau nhỉ. Đau lắm. À. Đến lúc này, ban tổ chức mới thông báo một điều đặc biệt. Đó là trong ngôi nhà chung mùa 18, ngoài một cặp đôi bí ẩn, trong 9 thành viên còn ẩn giấu một người song tính. Một người có thể có cảm xúc với cả hai giới. Dạ, dạ thôi mọi người, rất là xin lỗi mọi người là bây giờ mình có một xíu việc còn phải đi gấp. Thì chắc chắn là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà chung. Đó là điều chắc chắn, cho nên mong mọi người xí xóa cho mình. Không, không, mọi người không xí xóa. Đó, cho nên là mong mọi người thứ lỗi là sẽ vắng mặt trong vài tiếng để chiều tối mình có thể gặp lại nhau. À, vì nếu mà được thì có thể Hậu, có thể cho Hậu chở bạn đi được. Oh my god, tranh thủ quá. Dạ, như vậy thì quá tốt ạ. Dạ. Thấy chưa? Cao thủ không bằng tranh thủ nha mọi người. Dạ rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại nhà chung nha. Có ai đi đâu không nhỉ?